Get ready, drop the confetti. Get ready, drop the confetti. Take a seat, full house, keep it nice and neat. Gái lớn gái chồng, ông bà ta nói thì luôn luôn đúng chứ đâu có sai. Em ơi ngày mai theo anh về Vinh đi. Hai bàn tay trắng anh sẽ lo lắng cho em hết đời. Vì yêu em nên anh mới lo làm, vì thương em nên anh hỡ chơi bời. Về bên nhau ta xây hạnh phúc lâu dài, về bên nhau. Sứ biển em là con gái của cái vùng sông nước, cái trường lưu thủy và đại hải thủy, đường nào con cháu mình cũng có phước. Ơn trên đã tính ra trước một bước thì ngại gì đâu mà anh không rước. Cưới vợ không phải là ván mạt chuột, thằng có ba bích thằng đó đi trước. Anh có mơ đất mấy ngàn hecta, thú vui tao nhã là trồng thảo dừa. Đợi em dưỡng ngang phải gọi là mướt mê lem mê lem. Có một vết xước bà áo bà ba trong gió lướt trước, nhiều lúc huyết áp anh muốn suy nhược. Bà con lối sớm họ chỉ biết ước họ khen thằng này ngó bộ mà được. Ông già anh thích chơi lan đột biến, còn má của em tay chơi cá coi. Lúc ở không đánh bài tôi sắc với mấy bờ trên cô rác xin bôi. Canh chua cá lóc mà anh ăn không ngán thì em nguyện nấu cho anh cả đời. Nhưng mà lương tháng thì anh không được giấu, để em sắm vàng như vậy mới lời. Anh cũng không có chiếc G63, tài sản của anh là quay em pha. Chiều chở em đi mua cà rá ngon ngà cầu hát tích tình tình ta. Bị ổng chậm quá thôi, xin phép mời với anh nhận lễ. Rồi. Dạ. Bị ông kêu ông cụ lớn đuổi hơn. Rồi em xin phép nha. Thưa má thưa ba, anh muốn dắt em đi về nhà. Nên mối lương duyên đem trầu cao nhà anh ghé qua. Hai chữ thông gia cho chúng ta kết duyên thành đôi. Thiệp hồng du quy thầy bối phán giờ lạnh đến rồi. Anh hứa với em sẽ cố gắng chăm lo mà ăn. Anh rất thương em, ba mẹ em không cần lo lắng. Giấc giá bao năm à, họ nhà trai tới để xin rước dâu. Thì họ nhà trai có bốn mâm đồ trước dân cúng ông bà để xin rước dâu. Xin họ nhà gái hai ông xui ra dở quà để đưa lên trên. Thank you.
tài gái sắc, đôi mình là nhất, lại trên sớm dưới đẹp đôi thì có ai bằng. Yêu nhau mấy mùa trăng đến lúc tình truyền trăm năm, chuyện này anh quyết cưới em liền tay. Đàn trai bưng mâm theo sau anh rước em về làm dâu. Ngày lành trong tháng chào cao anh sang đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ô dù quá xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly, ngày mình du quý thì ngần ngày chi một hai ba vô hết ly. Kiều vàng ngựa ô anh khớp đón em về Vinh rồi, hoa pháo bay nổ tung trời cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu cho em sung sướng đến mai sau, đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ xin phép quý ông cho hai cháu tôi đứng chào tạ ơn quý ông để chút nữa là có cái giờ xuất giá. Xá mấy ông được con tạ ơn. Xá thôi. Vậy được. Nó một cái à. Dạ được một cái. Rồi đó. Trong giờ phút tốt đẹp này thì cũng trình qua quý bà, thì sắp tới đây thì xin được phép rước cô dâu về nhà chồng. Thì để cho cháu có lòng cảm tạ à, xin phép quý bà à, mời quý bà uống nhẫn tủ với hai cháu một chút. Em ơi anh thương em lắm, tay đâu đưa đây anh nắm, cho một ngày lành trong năm anh sẽ qua anh đưa em về. Và đám cưới trên đường quê đi trên con đê vui ghê, tình đang pháo nổ rôn đàn từ đây tiếp sẽ theo chàng. Nếu như cuộc đời này không có em thì anh đây biết xong làm sao, dù cho có sang giàu. Thế nên anh về anh thưa má ba, hẹn ngày đi qua nhà em xin kết tình mà thông gia. Em ơi bằng lòng đi em, anh thương em thương nhất trên đời, dù giật đôi sao giờ anh đây chẳng dối nửa lời. Vui mình cùng chia sớm, ta thương nhau trước sau như một, rồi mình tòa tè tu tí mai sau đón thêm đàn con. Em ơi anh thương em lắm, tay đâu đưa đây anh nắm, cho một ngày lành trong năm anh sẽ qua anh rước em về. Và đám cưới trên đường quê đi trên con đê vui ghê, đinh đang pháo nổ rôn đàn từ đây tiếp sẽ theo chàng. Anh đây biết xong làm sao sớm hơn tốt. Sớm hơn tốt. Dạ. Giờ cái giờ có đàn trai. Dạ. Giờ quyết định là mấy giờ mấy giờ. Dạ. Nên người ta không thắc mắc đòi hỏi như vậy đó. Dạ. Thôi cũng cũng có nhã ý đâu rồi. Coi như lễ rước dâu đã nhà trai chúng tôi đến để nghi thức cũng đã xong. Thời gian có hạn thì tôi cũng xin góp phương chung đủ này để đại diện tập hội nhà gái để cho là kiểu trước khi viết thì không gì hơn là thay mặt cho tập hội nhà gái bây giờ để những tất cả quý vị nói chung hết là ông bà cô bác chị em tập hội nhà gái đi cháu về nhà chồng để biết gia đình trước sao để dùng một bữa tiệc thân mật để tôi có bao nhiêu rồi. Thôi cũng ghét. Nói vậy rồi có em lễ không? Dạ. Em hát có nhận lễ rồi. Không chấp nhận. Hai đứa này gõ ra. Nói nhẹ quá. Nói anh nên nghĩ đến chuyện cưới em đi nè. Gật đầu đi em, đưa tay đây nhận vàng anh đeo. Đi về nhà anh sẽ dắt em theo. Hôm nay anh dắt em về, ra mắt tia mai dưới quê.
lòng lên xe bông làm vợ anh không. Tình này trao em anh hứa yêu em thật lâu. Có nhau trong vòng tay cuộc đời này đẹp biết mấy. Tình yêu này luôn nóng cháy ngất ngây như trên trời bay. Hạnh phúc đôi ta cùng nhau dừng xây tương lai. Dù đời còn nhiều chông gai anh vẫn cho em bờ dài. Sẽ dắt em theo. Hôm nay anh dắt em về, ra mắt tia mai dưa quê. Ai cũng khen là em xinh đẹp nhất trong vùng. Em có bằng lòng lên xe bông làm vợ anh không? Tình này trao em anh hứa yêu em thật lâu. Có nhau trong vòng tay cuộc đời này đẹp biết mấy. Tình yêu này luôn nóng cháy ngất ngây như trên trời bay. Hạnh phúc đôi ta cùng nhau dừng xây tương lai. Dù đời còn nhiều chông gai anh cho em bờ dài. Em ơi thầy bói nói là năm nay mình sinh con trai là làm ăn nào phát tài. Vậy thì mình chơi tới luôn đi. Đông người thêm vui, còn giàu nghèo thì hơn coi luôn. Có nhau trong vòng tay cuộc đời này đẹp biết mấy. Tình yêu này luôn nóng cháy ngất ngây như trên trời bay. Hạnh phúc đôi ta cùng nhau dừng xây tương lai. Dù đời còn nhiều chông gai anh vẫn cho em bờ dài. Đêm chung chẳng gói bên nhau xuống đời.
một lòng một dạ sắt son, gian lao nguy khó đôi lòng không đôi. Nơi cánh đồng xanh tình anh và tình em bên mái cánh, gian khó không lo em hãy yên tâm vì đã có anh đầy đủ. Có nhu cầu ghé đưa tình ta đến bên bờ yên âm, câu hát câu hò này dành tặng em đó mình ơi. Năm tháng trôi qua nhưng tình ta vẫn luôn mặn nồng thiết tha, hai chữ phu thê mình cùng say đắm tới duyên ta. Rồi em biết phải làm sao, chuyện mình trâu cao anh tính thế nào. Má ba vừa nói với em, ngày mai có người qua xem người ta muốn cưới em. Thế anh mang trâu cao nhanh nhanh đi qua nhà em, xu giá hai bên nhất trí để hai đứa vui hạnh phúc quá to. Về quê thì đâu có lo cơm cánh chua cá kho, cuộc đời thiệt là hết đi. Mình cưới nhau là đúng gia cho cô dâu đã hoàn chỉnh tốt đẹp, và còn lại cái phần là của bên nhà gái có chút và gửi gắm nhà trai như thế nào thì xin nhường quyền lại cho quý nhà gái và bổn phận nhà trai tới đây là xong. Muốn em là má của con anh là sau này, muốn em là con em là đời anh chẳng ý nghĩa gì, thế nên anh phải cố gắng. Bông ba ngoài kia chục năm giờ cũng đã có dư gom về quê cưới nàng. Mời em đi về quê anh, treo xuồng ba lá ngoài xa đá ngoài hồ cá mình cùng ta. Trăng đất không sao, trưởng ra anh thân nhất lũ nhóc mang bên giống qua đây anh cần tất lâm vô miền Tây không có như còn phải dễ, chỉ cần gặp đầu anh luôn luôn cho phải lễ. Ba con lỗi sớm hộp ba em tai ghế, một đời yên ngắm khi có được chàng trai quê. Vậy nào người ơi ga gáy, dậy đi nè, dậy ăn cái gì cho nó. Một mình lần xe qua tới thưa mẹ cha, một bài ca hay bên nhà cất thông gia. Mời em đi về quê anh, treo xuống ba lá ngoài xa đá ngoài hồ cá mình cùng ta. Được nhìn em luôn cười vui là đời em mãi luôn an bình. Muốn em là má của con anh là sau này, muốn em là con của tía má anh lâu dài. Nhất bãi thiên địa nhì bãi cao đường, cụ thể giao mãi đêm nay ta sai ta mãi. Qua ngàn vạn anh giờ đây đã đến lúc rồi, chúng ta chung một nhà thôi. Nơi đâu bình yên bằng tình yêu của anh đối với em, không một câu dối gian. Muốn em là má của con anh là sau này, muốn em là con của tía má anh lâu.
chúc
nguyện chân thành. Và let's go, chân đồng. Dạ vâng, kính thưa tất cả toàn thể quý vị quan khách thân mến, thì có thể nói trong cuộc sống hiện tại của chúng ta ngay bây giờ, thì từ ngày xưa cho đến hiện tại và mãi tận về sau, tình yêu vẫn luôn là một đề tài mâu thuẫn và là một món quà vô cùng quý giá mà tạo hóa đã ban tặng cho mỗi con người của chúng ta. Yêu và được yêu có lẽ là niềm vui và cũng là niềm hạnh phúc lớn lao nhất trong cuộc đời của mọi con người. Và cặp đôi Duy Ngân hạnh phúc, chú Đệ Văn Thuận và cô dâu Ngọc Lan cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Chẳng có một khoảng thời gian suốt dài được quen biết và tìm hiểu, được ngày lành tháng tốt, cũng như được sự chấp thuận và chúc phúc đến từ hai bên gia đình. Tại gia đình Tự Do Họ Nhà Trai của chúng tôi rất long trọng được tổ chức một buổi lễ tân hôn. Và kính thưa tất cả quý vị quan khách, kể từ ngày hôm nay, kể từ giây phút này, thì Nguyệt Lão đã say duyên cho ông ta bà Nguyệt sẽ sợi chỉ hồng cho cô dâu và chú rể nên đôi vợ chồng. Và không để tất cả quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, ngay giờ phút này, xin mời tất cả quý vị sẽ cùng hướng mắt về sân khấu, dành một tràng vỗ tay thật lớn thật nồng nhiệt, cùng chào đón sự xuất hiện của cặp đôi Nguyệt Ngân hạnh phúc nhất và đẹp đôi nhất trong buổi lễ tân hôn ngày hôm nay là chú rể Trần Văn Thuận sánh vai cùng cô dâu Nguyễn Thị Ngọc Lan, tay trong tay tiến về lễ đài hạnh phúc. Kính thưa tất cả quý vị quan khách thân mến, và hiện diện bên trên sân khấu của chúng tôi ngay giờ phút này đây chính là sự hiện diện của cặp đôi Duyên Ngân hạnh phúc nhất và đẹp đôi nhất trong buổi lễ tân hôn. Và kính thưa tất cả quý vị quan khách, thì từ ngàn xưa cho đến tận bây giờ, ông bà ta đã có câu dạy như thế này: miếng trầu nên nghĩa phu thê, mẹ cho gia đình em về với anh, hết rồi áo tím áo xanh, giờ đây em đã có anh là chồng. Và một thành phần không thể thiếu để cho buổi lễ tân hôn của chúng ta thêm phần trọn vẹn, long trọng và đầy đủ ý nghĩa hơn nữa, thì không thể để không kể đến câu mơ sinh thành và dưỡng dục của những đấng sinh thành. Vì thế ngay giờ phút này đây, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu về phía đại diện gia đình chủ ông họ nhà trai, ông Trần Văn Đình và bà Nguyễn Thị Kim Ngọc là thân sinh và phụ mẫu của chú đệ sẽ tiến về sân lễ. Bây giờ là đại diện cho gia đình chủ ông họ nhà trai ngày hôm nay. Một chào hỏi đầy thân nồng nhiệt được không ạ, thưa quý vị? Kính thưa tất cả quý vị khách quý thân mến, và ngay giờ phút long trọng này đây được sự ủy thác đến từ gia đình, chúng tôi sẽ được phép trân trọng giới thiệu đến tất cả toàn thể quý vị. Cũng xin được trân trọng kính mời tiến về sân khấu bác tám của chú rể là đại diện trưởng tàu cho gia đình chủ hôn họ nhà trai ngày hôm nay sẽ có đôi lời phát biểu dành tặng cho tất cả quý vị khách quý ngày hôm nay ạ. Xin mời một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt cho bác tám của chú rể được không ạ? Thân ái kính chào quý vị khách quý hai họ sự có mặt trong bữa tiệc lễ hôm nay. Lời nói đầu tiên không có nên tôi không gì hơn thành kính chúc sức khỏe tất cả quý vị nam cũng như nữ, nói chung anh chị em cô bác trong sự có mặt trong bữa tiệc lễ hôm nay được có sự khỏe, cho sức khỏe tốt. Vậy tôi hôm nay tôi được thay mặt cho nam chủ hôn nhà trai có nhả lời. Thì nói chung hôm nay được sự có mặt đông đảo của tất cả quý vị khách quý hai họ, đây là điều hân hạnh của đại gia đình hai bên để dành thời gian quý báu của gia đình để đến chung dự một tiệc lễ và cũng đưa cháu về nhà chồng, cũng như bên nay nam chủ hôn tất cả những thân bằng quyến thuộc cũng có thời gian quý báu đến chung dự của tiệc lễ. Tôi thay mặt cho hai đại gia đình, tôi không gì hơn, tôi có đôi lời thành kính cảm tạ tri ân biết ơn. Vậy tôi có bao nhiêu, có đôi lời xin thành kính đôi lời hết tất cả những người. Vậy chương trình tiếp nối hôm nay bữa tiệc lễ cũng có văn nghệ rất vui để cho bữa tiệc nó có phần long trọng trong cái sự hợp mặt trong tiệc lễ. Tôi xin nhắc lại những lời đôi lời ngắn. Thời gian qua chúng ta bị ảnh hưởng về dịch bệnh Covid làm cho tất cả những tiệc tùng quan hôn tang tế được hạn chế, nhưng một năm đã qua thì dịch bệnh Covid đã đi qua để cho nhân loại đất nước cả thế giới nói chung và nói riêng đất nước Việt Nam của ta được bình an để có được hợp mặt những cái bữa tiệc lễ tổ chức này
đây là điều tôi nhìn thấy thật rất là điều hân hạnh cho đại gia đình. Thôi thì tôi có bao nhiêu trả lời, xin cần kính chúc sức khỏe tất cả quý vị có sức khỏe tốt. Vậy tôi xin rất khỏe. Dạ xin mời tất cả quý vị dành cho bác Tám một tràng pháo tay nồng nhiệt hơn nữa được không ạ? À dạ vâng ạ, kính thưa tất cả quý vị quan khách thân mến. Và hiện diện bên trên sân khấu của chúng tôi ngay giờ phút này đây thì ngoài sự hiện diện của cặp đôi viên ngân hạnh phúc là chú đệ Văn Thuận sánh duyên cùng cô dâu Ngọc Lan, thì bên cạnh đó còn có sự xuất hiện sức vinh dự của đại diện gia đình chủ hôn hai họ. Và ngày hôm nay là ngày lành tháng tốt, ngày 20 tháng 6 năm 2024 nhằm ngày 15 tháng 5 năm Giáp Thìn. Vì sự đồng ý, nhất trí và cũng như là chúc phúc đến từ hai bên gia đình tư gia hộ nhà trai của chúng tôi đến từ ấp Hòa Lược, xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Rất vui và cũng rất là vinh dự khi được chào đón gia đình tư gia hộ nhà gái đến từ ấp Hòa Phước, xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Và đặc biệt là với sự có mặt của rất là đông tất cả các vị khách quý đã cùng dính một chút thời gian vàng ngọc đến đây để cùng tham dự buổi lễ tân hôn ngày hôm nay, thì cũng không biết nói gì hơn, đại gia đình của chúng tôi xin được gửi đến tất cả quý vị khách quý và một lời chào để cùng thay cho một lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất. Và trong suốt quá trình tiếp đón cũng như tiếp đãi trong buổi lễ tân hôn thì sẽ không tránh khỏi được những điều sơ sót. Và vì vậy thì chúng tôi rất là mong tất cả toàn thể quý vị cùng dành tình thương mến thương dành cho cô dâu và chú rể, đặc biệt là gia đình chủ hôn hay họ mà vui lòng thông cảm bỏ qua cho. Và ngay giờ phút này Lê Châu xin được phép một khoảnh khắc vô cùng hạnh phúc, khoảnh khắc cô dâu và chú rể của chúng ta đang tay trong tay, vai kề vai cùng nhau sớm đầy những giọt mật hạnh phúc vào tháp mê tình yêu. Xin được mến chúc cho tình yêu của cô dâu và chú rể luôn mạnh ngọt ngào, luôn mạnh nồng nàn và đông đầy tháp rượu hạnh phúc ngày hôm nay. À, kính thưa tất cả quý vị khách quý, ly rượu kê thì thấm nghĩa vợ chồng, còn ly rượu hồng con báo đáp mẹ cha. Vì con cha mẹ chống già, hy sinh cả một quãng đời son trẻ. 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, 3 năm bầu ấm và ngày hôm nay khi được thấy con trẻ đã lớn khôn lên người và thành ra lập tức, thì đó chính là mong ước lớn lao nhất trong cuộc đời của những đấng sinh thành. Và chính giờ phút này đây chính là giờ phút thiêng liêng nhất để cho cô dâu và chú rể cùng dâng rượu lên song thân để bày tỏ lòng biết ơn và hiếu thảo. Xin mời cô dâu và chú rể cùng dâng rượu lên cho gia đình chủ hôn họ nhà trai. Và kính thưa tất cả quý vị khách quý thân mến, xin con trai trong môn vàng có nhau. Và ngày hôm nay đây niềm vui niềm hạnh phúc lớn lao nhất trong cuộc đời của những đấng sinh thành đó chính là được thấy cái con của mình được lớn khôn lên người và tham gia lập tết. Vì ngày giờ phút này đây để đáp đền cho công ơn sinh thành và dưỡng dục của ba và mẹ của chú rể, xin mời cô dâu và chú rể hãy cùng dành cho ba và mẹ của chú rể một cái ôm và một cái hôn để thể hiện tình yêu thương và sự kính trọng. Xin mời mẹ đi, xin mời mẹ qua mặt ra ngoài. Và thưa quý vị, xin mời quý vị và dành một tràng pháo tay chúc mừng họ nhà trai từ đây có thêm nàng dâu hậu được không ạ? Kính thưa tất cả quý vị khách quý thân mến, nhà gái hân hoan mừng rạy quý, nhà trai hớn hở đón dâu hiền, hai bên cha mẹ xung vầy, anh đi làm rể em về làm dâu. Vâng ạ, và để đáp trên cho công ơn sinh thành và dưỡng dục của những đấng sinh thành của cô dâu, chúng tôi xin được phép trân trọng kính mời cô dâu và chú rể hãy dành cho ba bà mẹ của cô dâu một cái ôm và một cái hôn đi ạ. Dạ xin mời tất cả quý vị và dành một tràng pháo tay chúc mừng họ nhà gái từ đây có tiếp trạng thể hiện được không ạ? Một, hai, ba. Cầu cho hạnh phúc ấm no, chung sức chung lòng đường đến tương lai. Dạ, thưa quý vị, ngày hôm nay quý vị mình thấy hai chị Xuân của em có đẹp không ạ? Có đẹp và lộng lẫy trong não dài không ạ? Nếu có, xin quý vị cho hai
chào quý vị cùng hướng mắt về sân khấu 12 chị xui của chúng ta. Hãy cùng bắt tay nhau để cùng chụp lại tấm hình kỷ niệm trong buổi lễ tân hôn ngày hôm nay đi ạ. Bánh tình, bánh nghĩa, bánh phu thê, hai mái đầu xanh nguyện ước thề, trong năm muôn kiếp tình không đổi, nhìn đời vẹn giữ giữ sát son. Một tiếng vô thật to cho cô dâu và chú đệ uống rượu vô bơ quý vị nha. Một, hai, ba. Chú rể có nhờ MC nói lại với cô dâu như thế này nè quý vị. Ngọc Lan ơi, ngày xưa lúc mới quen em muốn hôn một chút mà sao thẹn thùng. Giờ đây nên vợ nên chồng, cho anh hôn em một phút để thỏa lòng ước mong. Và không biết là có được không ạ, thưa quý vị. Dạ, và đó là một món quà tinh thần rất dễ thương mà chú rể muốn dành tặng cho cô dâu. Không biết là cô dâu xinh đẹp của chúng ta có đồng ý cho chú rể hôn không ạ? Dạ có. Dạ, thưa quý vị, một câu trả lời hết sức dễ thương phải không ạ? Vậy thì em xin mời tất cả quý vị sẽ cùng vỗ tay và chào mối tay quý vị dài đến đâu, chú rể sẽ hôn cô dâu dài đến đó, quý vị chịu không ạ? Dạ, và ngay giờ phút này thì xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng hướng mắt về sân khấu. Và chú rể Văn Thuận ơi, em sẵn sàng hôn cô dâu Ngọc Lan chưa? Dạ, sẵn sàng. Dạ, chú rể sẵn sàng rồi, quý vị bên dưới mình sẵn sàng chưa? Những cánh tay của tập thể quý vị bên đâu ạ? Một, hai, ba. Xinh đẹp như một bông hoa hướng dương, hương thơm còn vương nhẹ nhàng nơi đây. Anh như người say theo em mỗi bước qua, anh như một gã ngu ngơ khờ dại. Em như nàng thơ mà ai ai cũng mơ, không gian lặng im chỉ còn hơi thở. Cho anh được cầm tay để dìu em bước lên con đường hạnh phúc đợi chờ. Cười lên đi cô gái, là em chưa ai, ngại chi lo chi nữa, đã có anh đây rồi. Nhìn em màu áo trắng đẹp như một anh trăng, đối với anh là cô dâu đẹp nhất. Cười lên đi cô gái, từ đây mỗi sớm mai nụ hôn anh êm ái sẽ đánh thức em dậy. Cười lên đi cô gái, để cho anh thấy mai nụ hôn anh êm ái
sẽ ghi nhớ mãi giây phút này. Ánh mắt ấy lung linh ly rượu mừng ngày hạnh phúc. Cười lên đi cô gái, là em chưa ai. Ngài chỉ lo chi nữa, đã có anh đây rồi. Nhìn em màu áo trắng đẹp như một anh trăng. Ba dù đi khắp thế gian này chơi, em muốn đi
chờ đợi em bấy lâu nay để kêu anh bằng chồng. Trọn đời anh hứa sẽ không hài lòng. Kết thông gia hai nhà ta, tùng chinh qua gấp dâu. Bằng lòng anh sáng anh mang bưng theo cao châu. Mãi mãi không đổi thay, tình này nguyện trao em lớn say. Cưới em về sẽ không bao giờ để em khó. Nếu như một ngày em buồn, anh sẽ làm ca bầu trời để cho em thấy không chơi dơi. Cuộc đời cắt coi lắm lúc thăng trầm mỗi tối, chỉ ước mong sao để mau được giàu lên. Nhờ người mai mối để gước em về mỗi tối, nằm cạnh bên em để kêu em giờ ơi. Bày quá thương em nửa năm ráng sang năm, mừng ăn lên anh hút em về làm dâu. Chút yêu thương thêm chút mê say, làm lòng em chắc chắn sẽ là ngất ngây. Chờ đợi em bấy lâu trong trong đời anh hứa sẽ không hài lòng. Kết thông gia hai nhà ta, tùng chinh qua gấp dâu. Bằng lòng anh sáng anh mang bưng theo cao châu. Mãi mãi không đổi thay, tình này nguyện trao em đắm say. Cưới em về sẽ không bao giờ để em khó. Nếu như một ngày em buồn, anh sẽ làm ca bầu trời để cho em thấy không chơi dơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.